Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đẩy Việt Nam phụ thuộc thêm vào Trung Quốc hay không? Một nhân vật trong tứ trụ ở Việt Nam, ngày càng được giới quan sát trong và ngoài nước bàn tán, là ông Phạm Minh Chính, tân thủ tướng. Một số người thắc mắc rằng tại sao ông Phạm Minh Chính từ bên phe đảng lại nhảy qua giành chiếc ghế của ông Nguyễn Xuân Phúc ngon lành, mặc dù ông Phúc được xem như có uy tín cao trong việc điều hành chính phủ, duy trì kinh tế phát triển, có thành tích chống dịch COVID-19. Có người đặt câu hỏi liệu ông Phạm Minh Chính có tham vọng lên làm người đứng đầu đảng thay ông Nguyễn Phú Trọng hay không? Nhưng câu hỏi mà nhiều người thắc mắc là mối quan hệ giữa ông với Trung Quốc ở mức độ nào? Một số người lo ngại liệu có phải vì ông đã nhúng chàm trong vụ ra luật đặc khu được cho là tạo điều kiện để người Trung Quốc xâm nhập Việt Nam nhiều hơn? Một số người đánh giá trong số các nhân vật chốt vua của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, ông Phạm Minh Chính là người có khả năng nối kết với phía Trung Quốc nhiều hạng nhì, chỉ sau Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng hãy xem xét toàn bộ bức tranh và diễn biến sắp xếp nhân sự, chia chác quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì rõ ràng có nhiều căng thẳng suốt mấy tháng qua. Ông Phạm Minh Chính được đưa vào tứ trụ sau khi nhân vật sủng ái của ông Nguyễn Phú Trọng là ông Trần Quốc Vượng bị thất bại. Trong khi đó, người ta cũng nói rằng ông Trọng không có cùng tiếng nói chung với ông Nguyễn Xuân Phúc, và vì thế ông rất lo ngại việc hậu sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phạm Minh Chính được xem là người có thể dung hòa được tất cả các quan ngại của các nhóm quyền lực. Ông Phạm Minh Chính hơi thiếu kinh nghiệm điều hành chính phủ, nhưng theo nhận xét của nhà phân tích chính trị và kinh tế Việt Nam Quỳnh Thế Du, thì ông Chính có kinh nghiệm làm quan đầu tỉnh Quảng Ninh, phát triển khá trong mấy năm qua. Ông Phạm Minh Chính là người có thế lực trong Bộ Công an, là bộ quan trọng bậc nhất của các chế độ cộng sản. Ông là một viên chức cao cấp của cơ quan tình báo và cũng từng có mặt trong các ngành ngoại giao. Những kinh nghiệm này của ông dễ dàng được đánh giá cao trong tình hình Việt Nam đu dây càng lúc càng khó khăn trong cuộc xung đột Mỹ-Trung hiện nay. Nhưng liệu với kinh nghiệm thân Trung Quốc như vậy, ông Chính có sẽ làm cho chính sách đối ngoại của Việt Nam nghiêng hẳn về Bắc Kinh trong thời gian sắp tới hay không? Cho dù muốn như vậy, nhưng ông Chính cũng khó mà làm được việc này, vì chính sách ngoại giao Việt Nam cũng như tất cả những chính sách khác đều là những quyết định tập thể. Hơn nữa, việc sắp xếp nhân sự tại Trung ương Đảng và Bộ Chính trị vừa qua cho thấy các viên chức ngoại giao chuyên nghiệp củng cố được quyền lực, đó là ông Phạm Bình Minh, vẫn là Ủy viên Bộ Chính trị và có thể vẫn còn giữ được cái ghế Phó Thủ tướng. Ông Lê Hoài Trung giữ chức trưởng ban đối ngoại trung ương của đảng. Cả hai ông Phạm Bình Minh và Lê Hoài Trung đều được đào tạo từ trường ngoại giao nổi tiếng Fletcher thuộc Đại học Tufts của Hoa Kỳ. Ông Chính phải vượt qua họ nếu quả ông muốn nối giáo cho Bắc Kinh trong các cuộc tranh luận nội bộ đảng. Quyền lực của ông Phạm Minh Chính chưa đạt được tới mức đứng trên tất cả các đồng chí của ông như ông Lê Dũng trước đây để so sánh với các ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc hay Putin bên Nga. Căn cứ vào con đường hoàng lộ đầy mưu lược để leo cao của ông Chính, có một số dự đoán rằng ông ta sẽ tìm cách thay đổi mô hình quản trị Việt Nam theo kiểu độc tài tập thể hiện nay để trở thành một nhà độc tài cá nhân kiểu Putin. Hơn nữa, để đạt được, ông Chính cũng phải vượt qua ông Dương Đình Huệ ở Quốc hội và ông Phan Văn Giang ở Quốc phòng. Quan sát các buổi lễ tuyên thệ mới được thực hiện trong vài năm gần đây, có thể thấy sự pha trộn nghi thức rất thú vị. Người tuyên thệ giơ bàn tay mở chứ không quyết liệt như nắm đấm cộng sản. Viên sĩ quan công an thì cầm quyển hiến pháp rồi xoay dọc. Những hành động rất rõ là ảnh hưởng từ phương Tây. Điều thú vị là, cũng trong ngày 5 tháng 4 năm 2021, là ngày mà các ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính tuyên thệ nhận nhiệm vụ mới, thì người đứng đầu đảng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện một động tác ngoại giao quan trọng. Ông Trọng gọi điện cho ông Putin của nước Nga và mời ông này sang thăm Việt Nam. Quan hệ Việt-Nga ít khi được chú ý nhiều như các mối quan hệ Việt-Mỹ hay quan hệ Việt-Trung. Mặc dù chính phủ mới của Hoa Kỳ đã nặng lời với ông Putin, nhưng các hoạt động căng thẳng ngoại giao và quốc phòng hiện nay của Hoa Thịnh Đốn là hướng về châu Á qua cuộc chiến tranh lạnh Mỹ-Trung kiểu mới có vẻ không tránh khỏi. Hà Nội đang nằm giữa tâm bão của cuộc chiến này và nước Nga sẽ chơi như thế nào trong vùng Đông Nam Á?